Xin chào thầy và các bạn, em tên là Phạm Thị Ngọc Ánh, đến từ lớp IAK33. Hôm nay em xin được phép trình bày với thầy và các bạn về chủ đề sinh học của ADH. ADH còn có tên là Adenine Vasopressin hay Vasopressin, là học môn chống bại niệu của vùng dưới đồi. ADH là một học môn peptide, phân tử gồm 9 gốc axit amin và một cầu nối disulfur, được sản xuất bởi vùng dưới đồi của não và được lưu trữ ở hậu yên, ở nền não. ADH thường được bài tiết bởi tuyến yên để đáp ứng với các cảm biến để phát hiện sự tăng độ thẩm thấu của máu hoặc sự giảm thể tích. Thận đáp ứng với tác động của ADH bằng cách tăng tái hấp thu nước, do đó làm vô đặc nước tiểu. Nước được giữ lại làm loãng máu, làm giảm độ thẩm thấu của máu, làm tăng khối lượng và áp lực máu. Nếu điều này là không đủ để khôi phục lại sự cân bằng của nước thì cảm giác khác sẽ được kích thích, để người bị ảnh hưởng sẽ uống nhiều nước hơn. Nhiều tình trạng, rối loạn và một số thuốc có thể ảnh hưởng đến cả số lượng ADH được bài tiết hoặc đến cả đáp ứng của thận với ADH. Sự thiếu và dư thừa ADH có thể gây ra các triệu chứng cấp tính và mãn tính, đôi khi có thể đe dọa tính mạng của bệnh nhân. Nếu có quá ít ADH hoặc thận không đáp ứng với ADH thì quá nhiều nước sẽ bị mất qua thận. Nước tiểu sẽ loãng hơn bình thường và máu trở nên bị cô đặc hơn. Điều này có thể gây ra nên sự khát quá nhiều, đi tiểu thường xuyên, mất nước và nếu không được bù đủ thì natri trong máu sẽ tăng. Nếu có quá nhiều ADH thì nước sẽ được giữ lại, khối lượng máu tăng lên và bệnh nhân có thể buồn nôn, đau đầu, mất phương hướng, thờ ơ và natri trong máu sẽ bị giảm. Sự thiếu hụt ADH còn được gọi là đái tháo nhạt. Có hai loại rối loạn này, đái tháo nhạt trung ương và đái tháo nhạt do thận. Đái tháo nhạt trung ương có liên quan với sự thiếu sản xuất ADH bởi vùng dưới đồi hoặc bài tiết từ tuyến yên và có thể do nhiều nguyên nhân, trong đó có thể do sự khiếm khuyết di truyền, chấn thương đầu, u não hay do nhiễm khuẩn gây ra viêm não hoặc viêm màng não. Đái tháo nhạt do thận có nguồn gốc tại thận và có liên quan với sự thiếu đáp ứng của thận đối với ADH, làm mất khả năng cô đặc nước tiểu. Đái tháo nhạt do thận có thể do di truyền hoặc do một số bệnh ở thận. Cả hai loại đái tháo nhạt này đều có thể dẫn đến sự bài xuất một lượng lớn nước tiểu loãng. Sự tăng mức độ ADH thường gặp với sự bài xuất các hội chứng hoặc môn chống bài niệu không phù hợp. Hội chứng này được đặc trưng bởi sự sản xuất quá nhiều ADH dẫn đến sự giữ nước tăng, natri máu và độ thẩm thấu của máu giảm. Hội chứng này có thể do một số bệnh và tình trạng kích thích sự sản xuất và bài tiết ADH quá mức hoặc do ngăn chặn sự kìm hãm ADH. Hội chứng này cũng có thể được thấy ở khối ung thư sản xuất ADH hoặc các cơ chất giống ADH của vùng dưới đồi và tuyến yên. Bất kể do nguyên nhân nào hay nguồn gốc nào, sự dư thừa ADH cũng làm cho natri máu và độ thẩm thấu thấp do nước bị giữ lại và khối lượng máu tăng lên. Phần trình bày của em đến đây là hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe.